Chào mừng các bạn đến với livestream của Nha Khoa Paris ạ. Hôm nay mình sẽ đến với một cái khách hàng gắn răng bắt hai răng kém nha. Sau hai buổi, một buổi mài cùi và một buổi mình lấy dấu, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu gắn răng sứ. Mình sẽ xem hình ảnh của chị khách hàng trước khi làm nha. Trước khi làm thì răng của chị như thế nào hả bác? Trước khi đến Nha Khoa thì chị đã làm răng sứ ở một nơi khác, nhưng mà khi đến với đây để Nha Khoa Paris thì tình trạng của răng sứ của chị là bị mẻ và cái cổ hình răng của chị là bị đen viền nướu, không có đường hồng, làm giảm tính thẩm mỹ của chị, cho nên chị muốn thay đổi để chị được cười tươi và tự tin hơn. Bây giờ mình sẽ xem răng sứ trên miệng bệnh nhân nha. Dạ, chị cười. Chị rất là đẹp luôn. Đẹp. Có xúc miệng nữa không? Dạ, chị cứ xúc miệng nha. Chị có hài lòng với dịch vụ của Nha Khoa đúng không chị? À, cũng hài lòng. Làm thì thấy nó cũng tự tin, làm thấy đẹp hơn. Dạ. Với lúc trước. Dạ. Thì chị cũng sẽ cố gắng coi thử làm nếu mà đẹp thì mình sẽ về mình. Sau này mình sẽ đến mình sẽ cắm răng ở bên em. Dạ. Nói chung là chị cảm thấy rất là hài lòng cái cách làm việc của bên Nha Khoa này. Chị cũng cảm ơn tất cả bác sĩ rồi tất cả các em cũng đã nỗ lực làm nhiệt tình chu đáo cho chị để chị được tự tin hơn trong khi giao tiếp. Rồi, cảm ơn Nha Khoa, cảm ơn bác sĩ. Em cũng cảm ơn chị. Chị cười chứ. Chị cười không được tự tin lắm. Nụ cười chị đẹp mà. Được chưa? Em cảm ơn. Có gì không phải chỉnh sửa sau đó cho chị. Mình sẽ kết thúc livestream.